Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Lợi ích của chuối với sức khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, chuối là loại quả rất phổ biến với người Việt Nam. Chuối có quanh năm, dễ bảo quản, có thể ăn trực tiếp, làm hoa quả trọn hoặc chế biến thành nhiều món ăn ngon miệng khác nhau, là loại quả tuyệt vời của con người. Chuối mang lại rất nhiều lợi ích cho con người, có thể kể đến như cung cấp một lượng carbohydrate vừa phải. Trong chuối cũng như nhiều loại hoa quả khác chứa carbohydrate, nhưng với một lượng vừa phải. Ngay cả những người bị đái tháo đường khi thèm ăn vẫn có thể thưởng thức một nửa trái chuối. Chuối cũng không ảnh hưởng tới những người ăn theo chế độ low carb, bởi một trái chuối trung bình chỉ cung cấp khoảng 27g carbohydrate. Nguồn cung cấp chất xơ lý tưởng. Bữa ăn của con người không thể thiếu được một thành phần quan trọng, đó là chất xơ. Một quả chuối cỡ trung bình cung cấp khoảng 3g chất xơ, tương đương với 10% nhu cầu hàng ngày. Chất xơ mang lại nhiều lợi ích như giúp đại tràng hoạt động tốt, duy trì cân bằng cholesterol và huyết áp, làm giảm viêm, vân vân. Thường xuyên ăn chuối. Thông thường, thức ăn giàu chất xơ giúp cơ thể cảm thấy nhanh no, từ đó ăn ít hơn, giảm lượng năng lượng thu nạp, hỗ trợ quá trình giảm cân. Giàu kali. Kali giữ vai trò quan trọng đối với hoạt động của cơ thể, đặc biệt là hoạt động của trái tim. Thức ăn giàu kali giúp hạ huyết áp bằng hai cách: tăng thải muối qua đường niệu và giãn mạch. Bên cạnh đó, kali còn nhiều tác dụng khác như có thể hạ thấp nguy cơ đột quỵ, giữ cho xương và cơ hoạt động khỏe mạnh. Cần lưu ý với những người bị các vấn đề về thận, quá nhiều kali sẽ không tốt cho sức khỏe. Do đó, hãy tham vấn bác sĩ để được chỉ định phù hợp nhất. Hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn. Trái chuối vàng là một nguồn prebiotic dồi dào. Prebiotic là các carbohydrate mà hệ tiêu hóa của con người không tiêu hóa được, nhưng lại là nguồn thức ăn của hệ lợi khuẩn đường ruột. Có bằng chứng cho thấy lợi khuẩn đường ruột có thể giúp giải quyết vấn đề tiêu chảy khi sử dụng kháng sinh. Bên cạnh đó, nó còn giúp cải thiện nhiễm trùng đường tiểu, điều trị nhiễm khuẩn đường ruột, giảm nhẹ hội chứng ruột kích thích, giảm nhẹ chứng không dung nạp lactose, có hiệu quả đối với một số triệu chứng dị ứng, giảm nhẹ cảm lạnh và cúm. 20 lợi ích sức khỏe quý hơn vàng từ quả chuối. Với hàm lượng chất dinh dưỡng dồi dào, chuối là loại trái cây phổ biến, giá thành rẻ nhưng lại mang tới rất nhiều lợi ích cho con người. 1. Giải độc cơ thể. Chứa nhiều betaine, chuối là phương pháp tự nhiên giúp giải độc cơ thể rất hiệu quả. Trong thực tế, betaine giúp tăng bài tiết thủy ngân lên đến 150% trong vòng 24 tiếng khi ăn chuối. Nó còn giúp hạn chế hấp thụ chất béo và là cách giảm cân tuyệt vời từ thiên nhiên. 2. Tăng cường thị lực. Chuối chứa vitamin C, vitamin A giúp tăng cường thị lực cho mắt. Ngoài ra, beta-carotene, vitamin E trong chuối còn giúp chống oxy hóa và rất có lợi cho mắt. Cùng với đó, lutein là chất giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng. 3. Giúp tăng lượng máu trong cơ thể. Thiếu sắt sẽ làm cơ thể thường xuyên mệt mỏi, giảm trao đổi chất và gây tăng cân. Chuối chứa nhiều sắt sẽ giúp bạn cải thiện tình trạng này. 4. Giảm huyết áp. Các bác sĩ cho biết lượng kali thấp và natri cao có liên quan đến giảm huyết áp và đột quỵ. Chuối có hàm lượng kali cao và natri thấp là loại trái cây được công nhận là có khả năng giảm huyết áp và các cơn đau tim hiệu quả. 5. Chống lại ung thư. Chất chống oxy hóa delpinidin có đặc tính chống lại các khối u. Một nghiên cứu cho thấy sử dụng deponidin vào tế bào ung thư dạ dày sẽ gây ức chế sự phát triển của khối u. 6. Chống lại bệnh tật. Mặc dù chuối không có vitamin A,
nhưng nó lại có khả năng giúp cơ thể hạn chế thiếu vitamin A. Bởi vì chuối có 3 loại carotenoid khác nhau là provitamin A carotenoid, beta carotenoid, alpha carotenoid mà từ đó cơ thể sẽ chuyển nó thành vitamin A. Ngoài ra, theo các chuyên gia, thực phẩm chứa càng nhiều carotenoid thì khả năng chống lại các bệnh nguy hiểm như tim mạch, tiểu đường càng cao. 7. Giàu năng lượng. Chuối có rất nhiều năng lượng, giàu glucose. Ăn trước khi tập luyện giúp bạn có nhiều năng lượng hơn và ăn sau khi tập luyện giúp phục hồi nhanh chóng hơn. 8. Giúp xương chắc khỏe. Mặc dù chuối không chứa nhiều canxi, nhưng chúng lại có khả năng thúc đẩy hấp thụ canxi nhờ chất fructooligosaccharidylenmen trong ruột sẽ giúp cơ thể bạn hấp thụ tối đa lượng canxi có trong thức ăn. 9. Giúp đại tiện dễ dàng hơn. Nếu bạn có con nhỏ, có thể áp dụng cách này. Lượng chất xơ cao trong chuối sẽ giúp đẩy chất thải ra ngoài dễ hơn. Chưa hết, nó cũng giúp ích cho người bị tiêu chảy vì lượng probiotic bên trong nó. Bất cứ ai có vấn đề về đường ruột cũng nên sử dụng chuối để cải thiện tình hình. 10. Dễ tiêu hóa hơn. Nếu cảm thấy khó chịu sau khi ăn, hãy dùng thêm một quả chuối với chất probiotic có trong chuối. Nó sẽ giúp cho vi khuẩn đường ruột xử lý thức ăn dễ dàng hơn, cải thiện hệ tiêu hóa. 11. Giảm lượng cholesterol xấu. Trong chuối chứa vitamin B6, rất tốt cho tim mạch và miễn dịch của cơ thể nhờ làm giảm lượng cholesterol xấu. 12. No lâu hơn. Chuối chưa chín hẳn có nhiều tinh bột kháng giúp hạn chế tiêu hóa, giảm cảm giác thèm ăn và tăng cường đốt cháy chất béo. Một nghiên cứu cho thấy, thay vì ăn tinh bột thì bạn chỉ cần thay thế 5% tinh bột kháng từ chuối sẽ giúp đốt cháy chất béo lên 30%. 13. Hạn chế tăng cân. Ăn chuối giữa các bữa ăn sẽ giúp bạn ăn ít hơn và hạn chế ăn vặt làm tăng cân. 14. Ổn định đường huyết. Lượng protein và chất béo lành mạnh từ chuối sẽ làm chậm sự hấp thụ đường trong máu, giúp lượng đường trong máu luôn ổn định. 15. Đốt cháy mỡ bụng. Một lý do khiến người nghiện rượu hay bị nặng bụng là do còn làm cạn kiệt choline và gây tích mỡ nhiều hơn. Chuối chính là giải pháp trong những trường hợp như vậy. Trong mỗi quả chuối có khoảng 12mg choline, một loại vitamin giúp loại bỏ các gen gây tích mỡ vùng bụng. 16. Chống đầy bụng. Chắc hẳn không ít người sẽ ngạc nhiên khi biết rằng chỉ với 2 quả mỗi ngày trong 2 tháng, chị em có thể khiến chuyện này giảm đi tới 50%. Lý do là bởi chuối chứa một lượng vi khuẩn chống đầy bụng, cung cấp potassium tốt cho da, giúp hạn chế tích nước trong cơ thể. 17. Giúp ngủ ngon. Theo các nhà dinh dưỡng, chất tryptophan trong chuối là tiền chất của melatonin, thúc đẩy thư giãn và điều chỉnh giấc ngủ. 18. Giảm căng thẳng, bất an. Ngồi mang tới giấc ngủ ngon, cải thiện tâm trạng. Tryptophan cũng giúp giảm lo lắng, cáu kỉnh, tức giận và nhiều hình thức tiêu cực của tâm trạng khác. Chuối cũng có napimpay giúp giảm căng thẳng. 19. Cảm thấy hạnh phúc hơn. Chuối chứa vitamin B9, acaflotin, hợp chất dinh dưỡng có thể chống lại chứng trầm cảm. Các nghiên cứu cho thấy tỷ lệ thiếu flavonoid tăng lên 50% với người bị trầm cảm. 20. Tăng lượng cơ cho cơ thể. Sau khi tập luyện, bạn có cảm thấy cơ bắp bị đau nhức? Đó là do chế độ ăn uống của bạn thiếu hụt magie. Hãy ăn một quả chuối ngay sau tập. Nó sẽ giúp bạn bù đắp lượng magie bị thâm hụt nhanh chóng và chưa hết. Cuối cùng, chuối cũng giúp tăng lượng protein để xây dựng cơ bắp tốt hơn. Ngoài ra, magie còn giúp phân tán và giải phóng chất béo khỏi cơ thể. Quý vị và các bạn thân mến, chuối là trái cây có rất nhiều lợi ích. Tuy nhiên, chúng cũng có thể gây hại sức khỏe nếu ăn không đúng cách. Ai không nên ăn chuối nhiều? Người tim mạch. Đối với bệnh nhân tim mạch, thường phải sử dụng một loại thuốc chạm beta làm cho hàm lượng kali trong máu tăng.
Nếu bổ sung thêm các loại thực phẩm kali cao như chuối sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe. Người bị thận. Ăn quá nhiều chuối có chứa kali có thể gây hại cho những người bị tổn thương thận. Bởi nếu thận không thể làm việc tốt để loại bỏ kali dư thừa trong máu, nó có thể gây tử vong ở người bệnh. Người bị đau đầu. Bệnh nhân bị đau đầu cần hạn chế ăn chuối, bởi các axit amin trong chuối làm giảm các mạch máu. Chuối chín có chứa nhiều các chất axit amin hơn chuối xanh. Ngoài ra, một tác hại được tìm thấy trên chuối là nó có thể gây buồn ngủ khi ăn quá nhiều do có chất tryptophan. Magie có nhiều trong chuối có tác dụng giãn các cơ bắp, nhưng nó lại trở thành phản tác dụng nếu đang mệt mỏi. Người bị sâu răng. Loại quả này có thể dẫn đến sâu răng bởi trong chuối có hàm lượng đường tương đối cao. Nếu ăn không đúng lúc, cần nhớ rằng chuối không có đủ chất béo hay protein để làm thực phẩm chính trong bữa ăn, thậm chí là một bữa ăn nhẹ. Người thừa cân, béo phì. Chuối chứa nhiều đường, giàu calo. Tiêu thụ hơn 2 quả chuối thì có nghĩa bạn nạp hơn 300 calo trên lần. Do đó tốt hơn là chỉ nên ăn 2 quả chuối nếu bạn không ăn trái cây nào khác trong ngày. Do đó người muốn giảm cân, người thừa cân, béo phì không nên ăn quá nhiều. Người đang mắc bệnh tiểu đường thì tuyệt đối không nên ăn chuối chín vì nó sẽ làm tăng lượng đường trong máu. Không nên ăn chuối cùng thực phẩm nào. Khoai tây. Thành phần trong khoai tây chứa nhiều chất dinh dưỡng. Nếu kết hợp cùng lượng carbohydrate trong chuối, có thể gây mất kiểm soát tinh bột, tích trữ nhiều năng lượng cho cơ thể, gây thừa cân. Dưa hấu. Dưa hấu chứa nhiều nước và dưỡng chất, giúp hạ huyết áp, giảm kháng insulin, giảm đau nhức cơ bắp hiệu quả. Nhưng chính vì loại chất kháng kali dồi dào trong dưa hấu, kết hợp cùng lượng kali trong chuối có nguy cơ gây suy thận. Khoai sọ. Khoai sọ chứa lượng lớn tinh bột, có khả năng giải nhiệt, ngừa suy nhược cơ thể, hỗ trợ điều trị bệnh viêm thận, ngừa hiện tượng táo bón hiệu quả. Tuy nhiên, chúng ta không nên kết hợp sử dụng cùng lúc khoai sọ với chuối vì có thể gây chứng bụng, đau dạ dày, vân vân. Khoai lang. Khoai lang chứa các chất dinh dưỡng này. Chúng ta cần lưu ý đến thành phần kali dồi dào trong khoai lang với kali trong chuối, có thể khiến người ăn khó tiêu và chứng bụng. Sữa chua. Với người có dạ dày yếu, nhạy cảm khi chúng ta dùng sữa chua, món này thường được bảo quản lạnh nếu kết hợp ăn cùng quả chuối, dễ gây đau bụng và đi ngoài. Ăn chuối đúng cách. Không ăn quá nhiều chuối chín để tránh không tốt cho sức khỏe. Bởi chuối chín có lượng tyramine cao hơn dễ dẫn tới đau đầu. Vì vậy, muốn ăn chuối tốt cho sức khỏe thì không nên ăn quá nhiều chuối chín trong cùng một thời điểm. Các nhà nghiên cứu cho biết, ăn 3 quả chuối mỗi ngày sẽ tốt cho sức khỏe và cung cấp đủ kali cho cơ thể, làm giảm nguy cơ đông máu trong não và đột quỵ. Không ăn khi đói. Chuối sẽ phát huy tốt tác dụng thúc đẩy hệ tiêu hóa hoạt động khi bạn ăn chúng sau bữa cơm khoảng 1 đến 2 tiếng. Ngược lại, nếu dùng chuối làm thức ăn khi đói, sẽ ảnh hưởng đến dạ dày và sức khỏe. Không nên ăn chuối khi còn xanh. Một nghiên cứu gần đây của Nhật Bản đã tìm thấy sự thật rất thú vị về chuối. Đó là chất oxy hóa và chất chống ung thư có trong chuối chín. Nghiên cứu cho thấy, các đốm xuất hiện càng nhiều và càng đen chừng nào thì khả năng chống ung thư càng cao. Vì vậy, bạn nên ăn chuối khi đã chín. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.